Ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Văn Lệnh đã chủ trì nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 02 năm 2022 của Ủy ban dân tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Nghị định số 05 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số vụ đơn vị trực thuộc Ủy ban dân tộc. Đối với thông tư số 02 của Ủy ban dân tộc, vụ chính sách dân tộc, Ủy ban dân tộc đã phối hợp với các vụ đơn vị liên quan triển khai các nội dung xây dựng thông tư theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, dự thảo thông tư đã sửa đổi, bổ sung giải quyết 9 vấn đề được nêu trong công điện số 71 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, một số nội dung thông tư hướng dẫn chưa rõ, chưa cụ thể, chưa phù hợp cũng đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, vụ chính sách dân tộc sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương gửi văn bản góp ý, tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo sau khi có ý kiến của các bộ ngành địa phương, các vụ đơn vị trực thuộc Ủy ban dân tộc và thành viên tổ soạn thảo. Về nghị định số 05 năm 2011 của Chính phủ, trên cơ sở ý kiến tham gia của lãnh đạo Ủy ban dân tộc và các đại biểu tại cuộc họp ban soạn thảo, tổ biên tập và các cuộc họp với các vụ đơn vị, vụ pháp chế Ủy ban dân tộc đã xây dựng hai phương án sửa đổi, bổ sung. Phương án thứ nhất, vụ pháp chế đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định một cách toàn diện Phương án thứ hai chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định theo đề cương đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua trong hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị định. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu A Lành đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ được giao của các vụ đơn vị. Bộ trưởng Chủ nhiệm đề nghị các vụ đơn vị tiếp tục giả soát lại nội dung để đảm bảo việc sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các địa phương. Bộ trưởng chủ nhiệm cũng yêu cầu các vụ đơn vị chủ trì ra soát lại toàn bộ văn phong, thuật ngữ, thể thức văn bản, tránh sử dụng những từ ngữ, thuật ngữ đa nghĩa, khó hiểu, dễ gây nhầm lẫn. Cụ thể, về xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 05, Bộ trưởng chủ nhiệm đề nghị vụ pháp chế phù hợp với các vụ đơn vị, bổ sung kế hoạch tổ chức một số hội nghị để xin ý kiến các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, thành viên hội đồng dân tộc Quốc hội, các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng đến công tác dân tộc, lãnh đạo ủy ban dân tộc qua các thời kỳ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị. Chú ý kết hợp với thực tiễn và ý kiến của các bộ ngành địa phương trên tinh thần chỉ đạo của chính phủ thuộc phạm vi thẩm quyền của chính phủ để đề xuất ban soạn thảo nội dung phương án sửa đổi, bổ sung. Về thông tư số 02 năm 2022, Bộ trưởng chủ nhiệm đề nghị chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung theo đúng thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, hướng dẫn những nội dung đã được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trong chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Theo quy trình, cần phải lấy đầy đủ ý kiến của các đối tượng chịu tác động theo đúng quy chế làm việc quy định của pháp luật.